Công an thông tin chi tiết về vụ cô gái bị sát hại, giấu thi thể vào tủ bếp trong chung cư mini. Cơ quan công an đã xác định sau khi sát hại nạn nhân, hào đã giấu thi thể nạn nhân vào tủ bếp và lấy đi nhiều tài sản. Ngày 20 tháng 2 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 22 tháng 1 năm 2024 tại phường Thượng Định, quận Thanh Xuân, thủ đô Hà Nội và vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày 16 tháng 2 năm 2024 tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thủ đô Hà Nội. Trước đó vào ngày 19 tháng 2 năm 2024, Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Hoàng Minh Hào sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú thị trấn kép huyện lạng giang tỉnh bắc giang để điều tra làm rõ hành vi sát hại chị lê thị thùy linh sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú thôn thành thắng xã luận thành huyện thường xuân tỉnh thanh hóa trú tại phường mỹ đình 1, quận nam từ liêm hà nội trên cơ sở tài liệu chứng cứ ban đầu thu thập được cơ quan điều tra đã xác định vào ngày 22 tháng 1 năm 2024 sau khi trộm cắp một xe máy Honda Vision màu đen ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Ninh, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hào đã đem cầm cố, lấy 10 triệu đồng, sau đó đối tượng thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình để ở. Đến trưa ngày 25 tháng 1 năm 2024 thì bắt xe khách đi Hà Tĩnh chạy Tết. Sáng ngày 16 tháng 2 năm 2024, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hoàng Minh Hào lên mạng xã hội Facebook tìm nhà trọ và đã liên hệ được với chị Lê Thị Thùy Linh. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2 năm 2024, Hào hẹn gặp chị Linh tại căn nhà số 1, hẻm 14, ngách 40, ngõ 79, cầu giấy, Hà Nội để xem phòng trọ. Do không đủ tiền đặt cọc nên Hào đi về. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng tiếp tục hẹn gặp chị Linh tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà. Tại đây, Hào cũng đã được chị Linh dẫn lên phòng 302 tầng 3 để xem phòng. Thấy chị Linh đi một mình, nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản và dùng tay bóp cổ nạn nhân. Sau khi phát hiện chị Linh chết, Hào đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Đối tượng đã lấy một xe máy Honda Vision, hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Tiếp đó, Hào sử dụng xe máy của chị Linh làm phương tiện đi lại và đã thuê nhà ở tại địa chỉ số 36C, ngõ 152 Nguyễn Đình Hoàng, tổ 24 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Đến 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện bắt giữ Hào tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, ra quyết định trưng cầu Viện pháp y Hà Nội giám định pháp y tử thi, trưng cầu phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố giám định ADN của đối tượng Hào, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền hiện giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo các cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tập trung điều tra củng cố hồ sơ tài liệu để khởi tố bị can đối với hoàng minh hào mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ hành vi động cơ mục đích phạm tội của hào và các hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan nếu có để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật